Hoàng thượng à, thần thiếp nguyện cùng hoàng thượng kiếp này trường cửu, không gạt nhau, không phụ nhau. Được, kiếp này trường cửu, không gạt nhau, không phụ nhau. Quân vô hí ngủ. Nằm mơ đi. Chẳng nói không uống là không uống. Nương nương, nương nương, thần thiếp là hoàng hậu, nhưng trong lòng của hoàng thượng, hoàng hậu chẳng qua chỉ là một chức quan của hậu cung, chẳng khác gì với văn thần võ tướng của tiền triều cả. Hôm nay nàng điên cuồng như vậy, chi bằng trọng phế nàng. Hoàng thượng không cần phế thần thiếp. Thần thiếp làm chức vị hoàng hậu này đã làm thấy chán ghét mệt mỏi rồi. Vậy cắt đứt đi quan hệ giữa Thanh Anh với Hoàng Lực,